từ chối biểu diễn động vật nhưng không thể từ chối được quốc bảo nhất định phải biểu diễn trước mắt Trước cấu biểu diễn yoga trên không chính là nhã nhất nhã nhất là gấu trúc khổng lồ biết nhảy yoga trong rồi gấu trúc không chỉ là vua múa quảng châu bậc thầy yoga trên không còn giống như cô gái xích đu bước ra từ tiểu thuyết trẻ trang phục cổ nhã nhất cũng là gấu trúc khổng lồ tự kỷ luật nhất trong thế giới panda hàng ngày đúng giờ mở cửa đi làm nhân tiện đóng gói bữa sáng ăn trên đường đi làm một ngày làm việc bắt đầu bằng việc tiếp đón những phe nhiệt tình hãy vỗ tay với người hâm mộ trước là ngôi sao của Quảng Đông, nhã nhất không bao giờ chơi bài lớn. Cố gắng làm cho mọi người hâm mộ đều được chào đón. Chào xong. Một ngày kinh doanh chính thức bắt đầu, nhã nhất sẽ thay đổi phương thức để thể hiện tài năng cho người hâm mộ xem. Chắc chắn sẽ làm cho các chú gì đến hiện trường đáng giá lại giá vé 20 nhân dân tệ. Có một lần biểu diễn đu dây cho mọi người. Quay và nhảy, tôi nhắm mắt lại. Kết quả là quá mạnh. Giấy xích đu bị đứt hết rồi. Chỉ có thể nói là chất lượng xích đu không tốt. Gấu cũng chỉ hơn 200 cân. Biểu diễn mệt mỏi nhã nhất liền đi nằm ngâm chân dù sao một chân say nhảy cũng rất mệt. Các ngôi sao nữ tự kỷ luận như thế nào? Khi nghỉ ngơi đều phải trẻ một cái nĩa, luyện một chữ ngựa. Ngôi sao nữ không có gánh nặng thần tượng. Đầu mũi đen to mở miệng lớn trực tiếp lên kính. Mắt vẫn đang nhìn vào con thú hai sừng trong khi nhìn vào máy ảnh. Vẻ ngoài hài hước và dễ thương khiến người xem trực tiếp quên đi mọi mệt mỏi. Một bên nước đất nuôi một bên gấu, người ta nói rằng khả năng nghe tiếng Quảng Đông của Nhã Nhất đạt cấp 10. Bảo mẫu làm cho Nhã Nhất một loại ngô đá dễ thương. Sau đó nói với Nhã Nhất bằng tiếng Quảng Đông để lấy. EA lập tức đưa tay ra nhận, khi em nghe thấy khách du lịch gọi em ấy là cô gái xinh đẹp cũng sẽ tỏ ra rất ngượng ngùng. Cúi đầu ông khúc gỗ vặn vẹo, như nhát như một cô gái trẻ. Cho đến giờ tan làm, Nhã Nhất sẽ ngồi ở cửa chờ tiếng chung tan làm. Tôi phải nói rằng Nhã Nhất rất có đạo đức nghề nghiệp. Không đến khi tan làm kiên quyết không về sớm. Trước khi đóng cửa còn phải nhìn khách du lịch bên ngoài, bảo mọi người về đi. Ngày mai lại đến, sau đó kéo cửa xuống và nhấn lại.